Thanh lý vườn lan, thanh lý vườn lan các bạn ơi. Ai có nhu cầu, ai có nhu cầu liên hệ gấp. Thanh lý vườn lan. Đây là vườn lan của mình. Mình sau một thời gian gọi là nghỉ dịch, hết tiền, cho nên là quyết định thanh lý cái vườn lan này. Bạn nào có nhu cầu, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ gấp. Đây vườn lan là chỉ có mấy cái loại tạp tạp này thôi. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ gấp. Nhanh lên, số lượng có hạn kể từ lúc đăng clip này tới lúc hết nha các bạn. Nhanh lên các bạn, bạn nào có nhu cầu, đây buộc hết phần cho rồi là bao luôn. Số lượng cực kỳ có hạn, đây cái loại này là loại tạp thôi nha các bạn, không phải là loại đắt tiền đâu, không đột biến gì đâu. Thanh lý vườn lan nha các bạn, thanh lý vườn lan toàn là những cái loại ấy thôi, tạp thôi, loại ở trên rừng thôi. Các bạn nào nhăn tay thì có, bạn nào nhăn tay thì có. Thanh lý vườn lan nha. Các bạn có thể xem kỹ clip này, đưa ra quyết định số lượng hạn. Bây giờ mình sẽ quay thật chậm bạn xem toàn bộ vườn lan. Địa chỉ đang nằm tại Kon Tum. Quyết định thanh lý, phân cho đồ là bao luôn. Đấy. Thanh lý vườn lan nha các bạn.